Con trai, chuyển về công ty mới thì làm ăn có tốt không? Còn mới tiếp quản, thứ đang khởi động không ạ? À, thế nhân sự có đông không? Tầm vài chục. Cái gì? Có vài chục thôi à? Ôi dồi ôi, tưởng thế nào? Thế thì không bằng cái xưởng đóng quan tài của con mụ rung ốc nhồi ở làng mình rồi. Nói là mấy chục người thôi bố ạ. Nhưng mà khi nào sản xuất chương trình vẫn phải thuê thêm người ở ngoài. Tao còn lạ gì, trứng khôn hơn vịt. Cái công ty của chị dâu mày ấy, cũng làm công ty truyền thông còn gì. Thế mà nhân công người ta mấy trăm người. Đúng là sướng không biết đường sướng. Đúng là cá không ăn muối cá ươn. Thôi 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 thôi, bố ăn đi. Lạc giang mắm chắt của bố đấy, bố ăn thử xem vừa miệng chưa. Rồi, vẫn nhạt nhẽo lắm. Con nhà cái này mà vẫn còn kêu nhạt. Ừ. Mà hay thật đấy, nhà có cậu con trai quý tử thì lại bị dị ứng với lạc, mà bố thì lại nghiện lạc. Đúng là rời đầy. Mày ngứa mồm à? Tại sao mày cứ phải châm chọc à? Mày không châm chọc mày không chịu được à? Các cụ đã bảo rồi, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mà tao chắc chắn là mày không hiểu cái gì đâu. Trông mặt mày u tối thế kia cơ mà. Thôi uống đi con trai. Tao mày bố. Mời doanh nhân Thành Đạt và vĩ nhân Tỉnh Lẻ uống với nhau. Uống đi. Sắp tới họ nhà mình sẽ xây lại nhà thờ tổ. Đấy, bố cùng với các cụ trong họ đã họp, tính sơ sơ cũng phải mất đến 3 tỷ đấy. Cái gì? 3 tỷ? 3 tỷ thì làm sao? Mày chưa nghe đến tiền tỷ bao giờ? Làng mình bây giờ ấy, xây nhà thờ tổ ấy, còn hơn như thế, 5-7 tỷ. Đúng là các cụ ở làng mình bệnh sĩ nặng thật. Nghèo rớt mùng tơi rơi nước mắt mà còn đú. Nghèo cũng cho thằng Tèo đi bộ đội. Đấy, như cái thằng Đỗ con nhà ông Đạt ấy, vừa rồi nó đóng góp 100 triệu. Đấy là nó chỉ bán hàng nhỏ lẻ ở làng thôi đấy nhá. Bố ơi, thằng đấy nó làm đa cấp, cho nên là nó mới phải làm màu. Bố chả hiểu cái gì cả. Cái gì? Tao không hiểu á. Tao không hiểu mà đẻ ra hai thằng chúng mày á. Hả? Con này, đợt tới này con xem như thế nào. Con phải đóng góp cho dòng họ mình hơn thằng Đỗ con nhà ông Đạt. À, mà phải gấp rưỡi nó chứ. Quyết như thế nhá, cứ thế mà làm. Bố cứ làm như anh ấy cướp cho tiền cũng bằng ấy. Thằng Đỗ con nhà ông Đạt nó chỉ là chi dưới, nó còn làm được như thế. Đấy, anh mình người người thế này chả nhẽ không hơn nó được à? Người người, nhưng cũng chỉ là giám đốc của một công ty nhỏ bố ạ. Đúng rồi, công ty nhỏ. À, tao đã bảo rồi, khi lấy cái châm về, tao bảo là phải nhịn nó đi một tí. À, chiều chuộng nó một tí. Bây giờ đòi ly dị nó cơ. Đàn ông không chịu được nhục, không chịu được khổ thì không làm được việc lớn đâu, không làm được nghiệp lớn đâu. Nghiệp lớn để mà làm gì ạ? Nghiệp lớn để mà phải bán mình ạ? Mà nói cái gì? Mà nhìn anh mày xem, trên người còn cái gì để mà bán nữa không? Hả? À, mà tao mua đấy. Tao phải sang nhà chị dâu mày, xin chị dâu mày về cho anh trai mày đấy. Bố vẫn không hiểu hả bố? Hiểu cái gì? Chính vì bệnh sĩ của bố mà bao nhiêu năm qua anh ấy không được sống là chính mình. Bố luôn muốn anh ấy kiếm tiền thật nhanh, thật nhiều. Để làm gì hả bố? Để mang trên mình một gánh nợ, suýt phải đi tù. Để lấy một người không yêu về làm vợ để trả nợ. Cần! Tất cả là vì tại bố mà anh ấy phải từ bỏ tình yêu lớn nhất của đời mình. Bố không bao giờ suy nghĩ à? Bố có bao giờ hối hận không ạ? Bố luôn mồm nói thương yêu các con, mong các con giàu nhanh để sướng thân. Nhưng bố có bao giờ đặt mình ở vị trí của bọn con không ạ? Ôi. Còn cả anh nữa. Tại sao anh luôn luôn nghe lời ông ấy?
Tại sao anh không vứt quách tất cả mọi thứ đi để sống cuộc sống của chính mình? Mày, thằng Vân Dây! Vũ, tại sao nó lại như thế này hả Vũ? Vũ, Vũ yên tâm đi. Con sẽ không để bố phải xấu mặt với họ hàng làng mạc đâu. Hứa nhá. Vâng. Bắt tay cái. Bắt tay cái. Hứa nhá.